Chào các bạn. Hôm qua thì mình có đăng cái clip liên quan đến cái combo PC mà mình tính trong khoảng giá là từ 3 triệu này, với một combo H81 chip i5-4590, RAM 8GB và GTX 1060 3GB. Thì khi mà mình đăng clip này thì có rất là nhiều bạn comment chia sẻ thêm rất là nhiều các thông tin. Và cụ thể là khi chúng ta test game các bạn, test game thì cái hiệu suất của cái PUBG PC ý, cái CPU lúc nào nó lát 100% và nó giật lag các bạn nhé. Thì có nhiều bạn bảo là do cái phần mềm MSI Afterburner, tức là cái phần mềm đo FPS ấy. Và thứ hai là có những bạn bảo là do cái tản nhiệt của mình kiểu như là nó kém ấy, thì phải dùng cái loại tản tháp. Và có những bạn thì lại bảo là do cái mức setting của mình, để ví dụ như là để rất thấp thì nó sẽ ngốn vào CPU nhiều, còn phải để là rất cao. Ok. Và còn có nhiều bạn nữa muốn mình so sánh giữa con GTX 1060 này với con RX 580. Thì cái clip này thì mình lại tiếp tục làm về cái combo này. Nói chung chúng ta bao giờ tìm được cái nguyên nhân nó là gì là cái thứ nhất, và thứ hai làm sao để cái combo này nó đạt hiệu suất mà như chúng ta mong chờ. Nhá, mình sẽ cố gắng ví dụ như là cái gì nó yếu thì mình sẽ nâng lên để chúng ta hoàn thiện nó xem như thế nào nhá. Thì lúc đấy thì chúng ta sẽ biết được các cái vấn đề. Ok, nói chung là mình cũng khá thích cái nội dung này rồi đấy, bởi vì qua những cái này thì chúng ta có thể trao đổi với nhau này, và chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau này, và chúng ta có thể là trực tiếp kiểm chứng những cái vấn đề mà chúng ta nói hoặc là chúng ta suy đoán nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào luôn clip ngày hôm nay và vào những comment mà các bạn đã chia sẻ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với những bình luận đầu tiên các bạn nhé. Đó là bình luận của bạn Dũng Trần này, là cái đo FPS này bị lỗi ăn CPU nhé, thực tế không bật đo FPS này CPU ăn tầm 50-60% thôi anh. Và một bạn nữa, đó là bạn user UI9, thì là thêm phần mềm đo FPS nên nó mới kéo CPU 100% đó. Đây các bạn, hiện tại mình đang không bật cái phần mềm mới đi Afterburner. Đây, mình đang không bật đây. Và mình cũng để cái mức setting đó là rất thấp đây. Và mình chơi mình vẫn cảm thấy là nó hơi bình bênh nhá. Và mình sẽ kiểm tra cái CPU hiện tại bây giờ này. Chuột phải này, chọn Task Manager. Các bạn thấy không? 100%. 100% này. Đấy, 78 này, 79 này, cái game này, 81 này. Chọn sang Performance này. Đấy, CPU i5-4590 đang chạy 100% luôn. Mặc dù các bạn có thể thấy là mình không hề bật cái phần mềm máy đi Afterburner ở đây nhá, không hề bật luôn, mà nó vẫn 100%. Vậy cái vấn đề nó không nằm ở cái phần mềm máy đi Afterburner các bạn nhé. Có thể là có những bạn bị đấy, các bạn dí giật không? Có những bạn bị cái vấn đề đấy liên quan đến phần mềm đấy, nhưng mà cái này mình test thì lại không phải do cái đấy. Ok, thì vấn đề tiếp theo đây, chúng ta sẽ đến với những cái comment tiếp theo này. Đó là POGPC thì anh đẩy setting cao hơn chứ sao lại thấp hơn? Em thấy con VGA full load mà FPS cao thì tốt cơ, mà FPS cao mà CPU full load thì dễ giật anh à, với thêm RAM thôi. Rồi, cái này liên quan đến setting các bạn nhá. Tiếp theo này, càng cho setting thấp thì CPU càng phải gánh, CPU tầm 37-70 cũng ok. Vậy thì bạn muốn là cho setting cao lên nhá. Tiếp theo, ở POGPC anh để ở mức rất cao thì CPU mới giảm phần trăm, chứ để VRAM thì FPS cao hơn đồng nghĩa với CPU phải gánh nhiều FPS hơn. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ, để mình trốn vào đây đã. Mình trốn vào cái chỗ nào đó nhá. Đây, mình đứng ở đây một tí. Thì bây giờ hiện tại bây giờ CPU thì nó vẫn đang là 100% đúng không? 100% đúng không? Thì bây giờ mình sẽ để cái mức setting là rất là cao đi. Ok. Thì hiện tại mình để cao đây nhá. Các bạn vẫn thấy nó đang giật đúng không? Và cái CPU này này cũng đang là 100% đây. Đấy, ok, ông sở lại bắn mình chết rồi. 100% đây. Thì bây giờ mình sẽ thoát cái game ra và mình vào lại đi, vào lại từ đầu đi, để gọi là gì nhỉ, gọi là cho nó gọi là cập nhật đi, cập nhật cái setting đi, tránh trường hợp là bảo là nó không cập nhật tại cái thời điểm mà chúng ta đang chơi như thế nhá. Đây, chờ một chút để mình vào, chắc là cái lúc mình vào nó sẽ vẫn còn đang ở trong trận đấy, nó bắn chết mình thôi chứ mình chắc là chưa chết do bo đâu. Các bạn chờ tí nhá. Đây, hiện tại mình... Ô, chết rồi. Thôi mình xem nhá, mình ấn vào xem này. Đây, thanh niên này vừa bắn chết mình đấy. Thì bây giờ mình sẽ bật lại cái CPU này.
giật không? Em thấy giật không? Giật không? Đấy, vẫn loát 100% luôn. Đây này, CPU vẫn loát 100% luôn. Đấy còn đang là xem các bạn nhé. 82% này, game này nó muốn lên 84% các bạn này. Mặc dù là cái mức setting chúng ta đang để là gì? Đang để là cao. Ok, vậy thì vấn đề ở đây cũng không phải là do chúng ta để cao hay để thấp ở trong cái phần test này các bạn nhé. Chúng ta sẽ đến với những cái comment tiếp theo này. Đó là vẫn cân được bác nhá, nhưng RAM phải 16GB và phải tản CPU tốt hơn. Do nhà sử dụng fan CPU thường, thêm phần mềm đo FPS. Rồi tiếp theo, cái nữa là bạn này cũng bảo là thêm RAM đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái vấn đề, đó là mình sẽ thêm RAM vào đây. Đây hiện tại đang là 8GB, mình sẽ thêm một thanh 8GB nữa để cho thành 16GB. Và cái tản nhiệt này mình sẽ thay bằng cái tản này, một cái tản tháp bạn nhé. Thì cũng đúng thôi các bạn, bởi vì là vừa các bạn nhìn thấy là cái phần mềm nó báo là nó rơi tầm cứ khoảng tầm là bao nhiêu kia nhỉ? Là bao nhiêu độ nhỉ? Nó rơi tầm 80 độ đấy. Cái này mình đơ rồi các bạn ơi. Cái quạt này này mình chỉ gán vào thôi. Thì cái FPS của nó, quên cái nhiệt độ của nó ấy, nó rơi tầm 80 độ, khá là nóng các bạn nhé. Mà ở đây hiện tại mình đang ngồi trong phòng điều hòa đấy. Thì bây giờ mình sẽ lắp cái tản này và mình lắp cái thêm cái RAM này để xem là nó có tăng được thêm cái gì cho chúng ta không. Chứ không bây giờ chúng ta đang thấy nhiệt độ này đang là 76 độ C này, rồi 74 này, có lúc thì 8 mấy độ C luôn nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tắt máy và chúng ta sẽ lắp RAM và lắp cái tản nhiệt khác. Vừa mới ăn cơm xong, bây giờ thì mình sẽ test tiếp cho các bạn. Lúc nãy thì mình cũng đã nâng cấp cái RAM lên thành 16GB rồi. Và cái tản nhiệt mình đã thay cái tản stock này bằng một cái con T400i, một con tản tháp các bạn nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ lại tiếp tục test thử này. Cho mình nhặt vài cái đã. Các bạn có thể nhìn vào cái phần đó là gì nhỉ? Đó là cái nhiệt độ các bạn kìa. Nhiệt độ của nó đã giảm đáng kể rồi nhé các bạn nhé. Vừa nãy là cứ khoảng tầm 7 mấy, 8 mấy đúng không? Bây giờ là rơi tầm 5 mấy độ rồi. Đã giảm rất là nhiều rồi. Giảm mấy chục độ luôn đấy. Rất là ok các bạn nhé. Thì đấy, thì nếu mà các bạn mà có sử dụng những con chip mà nó nóng nóng một chút ấy, thì các bạn cũng nên chọn những cái tản nào mà nó tản nhiệt ok một chút. Còn cái tản này hôm qua thì mình chỉ có gán vào thôi. Mình chỉ có gán vào thôi chứ mình không gắn chặt nó các bạn nhé. Còn tiếp theo, đó là RAM. RAM thì các bạn nhìn kìa, RAM bây giờ nó đang ngốn là 10.734 MB là hơn 10GB rồi. Mà bây giờ mình đang lắp 16GB đúng không? Thế thì hôm vừa nãy thì chúng ta lắp 8GB thì nó chỉ ngốn khoảng tầm hơn 7GB thôi đúng không? Thì bây giờ là lắp 16GB nó ngốn khoảng tầm 10GB. Vậy nên là cái việc mà các bạn chơi cái PUBG PC này thì các bạn nên để cho nó khoảng tầm cứ 14GB hoặc là 16GB thì càng tốt các bạn nhé. Chứ không là đôi khi là nó cũng thiếu RAM đấy các bạn. Rồi còn cái CPU thì đây các bạn này, CPU thì chúng ta sẽ không cải thiện được gì đâu. Nó vẫn là 9 mấy, rồi có lúc thì 100%. Bây giờ đang là 93, vừa đấy là còn 8 mấy nhỉ, 9 mấy cả. Tóm lại thì nó mình thấy là nó cũng giảm chứ. Nhưng mà cái cạc hình rời nó đang lên cả. Các bạn kìa, cạc hình rời thì bây giờ lại cứ 98 mấy thì lại 7 mấy rồi lại 9 mấy. Đúng không? Nhưng tóm lại là với cái con CPU này cũng thỉnh thoảng vẫn đấy, vẫn lên 100% kìa các bạn kìa. Nó vẫn cứ kiểu như là lúc lên 9 mấy rồi lúc lên 100% ấy. Nên là cái vấn đề này của chúng ta thì mình nghĩ là các bạn có lắp RAM thêm hoặc là lắp cái tản thêm thì cái việc mà cải thiện cái phần trăm CPU thì nó không cải thiện nhá. Mình thấy nó không cải thiện nhiều nhá. Nhưng mà cái RAM kia thì nó đã chúng ta đã biết được một điều rằng là nếu mà đủ RAM thì nó ăn rất là nhiều, đúng không? Còn tản nhiệt cũng vậy, có tản ok thì nó mát hơn rất là nhiều nhá. Rồi thì cái clip này thì bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng tại đây thôi, bởi vì là mình định test cho các bạn thêm cái RX580 nữa. Nhưng mà bây giờ cũng hơn 7 giờ chiều rồi, hơn 7 giờ tối rồi, thì mình cũng phải tắt đi để mình còn chia sẻ cho các bạn. Chắc là gần 8 giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái clip này.
Thì còn cái việc mà so sánh hai con quạt RX580 và con GTX1060 ấy, thì chúng ta sẽ làm một clip sau. Thì clip sau thì mình sẽ cố gắng làm sao để mình nâng cấp cái con CPU lên nhé. Mình sẽ nâng lên con i7 đi, để chúng ta thử xem là cái phần trăm nó có ok hơn không. Thật ra thì chúng ta đang chạy theo cái game PUBG PC, nên chúng ta mới phải thay đổi để làm sao để xem cái vấn đề nó nằm ở đâu ấy các bạn. Chứ còn mấy cái game trước thì chúng ta chơi vẫn ok, thoải mái rồi. Chúng ta đang chạy theo game PUBG PC thôi. Nhưng mà không sao, chúng ta cứ chạy theo để chúng ta biết được rằng là khi chúng ta build PC thì chúng ta cần phải quan tâm đến những cái vấn đề gì, và những cái vấn đề gì nó sẽ ảnh hưởng đến cái hiệu suất của cái chiếc PC mà chúng ta đang sử dụng. Chúng ta cứ làm nhiều cấu hình và nó xảy ra nhiều vấn đề, thì các bạn chia sẻ nhiều những cái từng các bạn trải qua, thì chúng ta sẽ thử như mình như này. Chúng ta sẽ thử, mình sẽ cố gắng mình thử nhiều cho các bạn qua những cái comment của các bạn. Và chúng ta sẽ nhận biết đâu là chúng ta sẽ học hỏi cũng như là tìm ra được những cái nguyên nhân trong những cái chiếc PC mà hiệu suất nó chưa như chúng ta mong muốn các bạn nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ tạm dừng clip tại đây. Hẹn các bạn vào ngày mai, mình sẽ cố gắng mình kiếm một con CPU i7 mình lắp vào đây với cấu hình như thế này để xem hiệu suất nó có ok hơn không nhé. Và mình sẽ so sánh cho các bạn. Rồi, bye bye, chào các bạn. Có cái gì thì các bạn cứ lại comment xuống dưới, mình sẽ cố gắng test tiếp cho các bạn nhé. Và những cái cấu hình mà các bạn gửi cho mình ấy, thì mình sẽ cố gắng sắp xếp để test cho các bạn. Mình đã ghi lại rồi, nên là mình sẽ cố gắng test cho các bạn tiếp. Ok, bye bye các bạn.